Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau mâu thuẫn trong sinh hoạt mà hai nhóm gồm 7 người tại Đồng Nai đã dùng hung khí lao vào hỗn chiến dẫn đến hậu quả hai người tử vong, ba người khác bị thương đang được cấp cứu, cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sao tự chế, hiện vụ việc vẫn đang được khẩn trương điều tra làm rõ. Án mạng nghiêm trọng ở Đồng Nai làm hai người tử vong, ba người bị thương. Sáng ngày 21 tháng 5, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng nai đang phối hợp công an huyện Thống Nhất điều tra vụ án mạng làm 5 người thương vong vào tối ngày 20 tháng 5. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nhóm 4 người gồm Vũ Thành Tiền, sinh năm 1996, ngụ xã Sa Tân Bà, huyện Thống Nhất, Trần Anh Huy Hoàng, sinh năm 1997, ngụ xã Sa Tân Bà, huyện Thống Nhất. Vũ Hoàng Minh Nhật, sinh năm 2003, ngụ xã Sa Tân Ba, huyện Thống Nhất và một đối tượng chưa rõ lai lịch mang theo hai con dao tự chế đến nhà anh Phạm Văn Tám, sinh năm 1981, ngụ ở ấp Tân Yên, xã Sa Tân Ba để nói chuyện. Lúc này, gia đình anh Tám có Phạm Phú Độ sinh năm 1987, ngụ ấp Phúc Nhập 1, xã Gia Tân Ba và Phạm Hồng Thái sinh năm 1981, ngụ xã Gia Kiệm. Lời qua tiếng lại, đến khoảng 19 giờ tối ngày 20 tháng 5, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới hỗn chiến bằng dao tự chế kéo dài khoảng 5 phút. Hậu quả Tám và Độ bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất. Đối tượng Tiền và Huy Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh nhưng không qua khỏi. Dương Nhật đang được chữa trị tại một bệnh viện ở thành phố Biên Hòa. Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, sáng 20 tháng 5, lãnh đạo công an huyện Đông Hưng Thái Bình xác nhận trên địa bàn huyện mới xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô khiến hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Đáng nói hơn, một trong ba nạn nhân là quản trị viên một group chuyên thường xuyên tụ tập đua xe gây gỗ. Cụ thể, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 19 tháng 5, tại quốc lộ 39 đoạn qua thôn Cao Mỗ, xã Trương Dương, huyện Đông Hưng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô di chuyển theo hướng Hưng Hà đi Đông Hưng và xe máy đi ngược chiều. Qua điều tra, cơ quan công an xác định, ô tô mang biển kiểm soát 17C135XX do anh HDT, sinh năm 1996, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình điều khiển. Xe máy mang biển kiểm soát 17B3, 537XX do NMH, sinh năm 2007, trú tại xã Đông Quan điều khiển, chở theo NST sinh năm 2007, trú tại xã Đông Á và TXA sinh năm 2008, trú tại xã Hồng Bạch, cùng huyện Đông Hưng. Cả ba người trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao. Sau va chạm, H và T tử vong tại chỗ, A bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một dao phóng lợn của nhóm thanh niên đi xe máy. Sau khi tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và lập biên bản hiện trường vụ tai nạn, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Bình đã bàn ra hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Theo Cơ quan Công an, T là người quản trị nhóm Facebook có tên Leo Top 17. Thành viên nhóm này phần lớn là các thanh niên có độ tuổi từ năm 2005 đến 2008 trên địa bàn tỉnh Thái Bình thường xuyên tụ tập đua xe gây gỗ, còn A là người cầm đầu gây ra vụ việc gây dối trật tự công cộng mà trước đó không lâu, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Hưng mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 25 bị can. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Điều tra vụ cháu bé nhỏ tuổi tử vong vì nứt sọ ở Bình Định. Ngày 20 tháng 5, ông Đặng Thành Hổ, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Quang Diệu thành phố Quy Nhơn cho biết, cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé nhỏ tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, lúc 10 giờ ngày 17 tháng 5, cháu Võ An Nhờ, sinh năm 2023, sau khi được người giữ trẻ ở một nhà trẻ tự phát thuộc phường Trần Quang Diệu cho uống sữa, nằm trên võng, thì xuất hiện tình trạng nôn ói và hôn mê. Ngay sau đó bé Nhờ đã được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bình Định để cấp cứu. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cháu nhờ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn ói nhiều nên các bác sĩ đã đưa vào khoa nhi để điều trị. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trên đầu cháu nhờ có bị tổn thương nên đã chụp CT sọ não và có thấy nứt sọ. Thông tin về bác sĩ, phía gia đình cháu nhờ và những người giữ trẻ đều cho biết cháu nhờ không bị té ngã hay bị ai tác động. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay, các bác sĩ đưa cháu đi mổ để xử lý chỗ nứt sọ và đưa về khoa điều trị nhưng cháu nhờ đã không qua khỏi. Chị Nguyễn Thị Trúc Lệ, sinh năm 1992, mẹ của cháu nhờ, chú xã Canh Hiển, huyện Vân Canh cho hay, trước khi đi nhà trẻ, con của chị vẫn vui vẻ, cười đùa bình thường. Về phía nhà trẻ, chị Nguyễn Hàn Tố B, chủ nhà trẻ cho biết, sáng 17 tháng 5, người giữ trẻ vẫn cho bé nhờ uống sữa và nằm trên võng như mọi khi. Chị B cho hay, khi thấy cháu ói rồi nằm mê man, tôi lập tức gọi cho mẹ cháu. Trước đó khoảng 2 ngày, tôi có báo cho gia đình là cháu có triệu chứng ói sau khi uống sữa. Ở nhà giữa trẻ, cháu không bị té ngã hay bị ai đánh đập gì cả. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Diễn biến mới vụ 9 người bị sóng cuốn trôi khi tắm biển Đà Nẵng Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 5, nạn nhân cuối cùng trong vụ 9 người bị sóng cuốn trôi khi đang tắm biển tại Đà Nẵng đã được tìm thấy trong trạng thái đã tử vong, nâng số người tử vong trong vụ việc lên con số 3. Trước đó vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 18 tháng 5, nhóm 9 thanh thiếu niên đến bãi biển thuộc lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, ngũ hành sơn tắm và bị sóng cuốn trôi. Đáng nói khu vực các nạn nhân gặp nạn đã cắm bảng, cấm tắm. Phát hiện sự việc, đội cứu hộ của Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cùng với nhân viên khu du lịch gần đó tổ chức ứng cứu, đưa được 8 người vào bờ. Tuy nhiên, trong số này có hai nạn nhân đã tử vong là HVT, sinh năm 2012, chú quận Ngũ Hành Sơn và TDQ sinh năm 1997, chú Duy Xuyên, Quảng Nam. Người còn lại là anh TVL mất tích, được lực lượng chức năng tìm thấy vào sáng ngày 20 tháng 5. Theo đó, xuyên suốt trong các ngày 18, 19 và dạng sáng 20 tháng 5, lực lượng chức năng đã tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích. Đến sáng 20 tháng 5, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân TVL sinh năm 2000, quê Hưng Yên, nằm cách vị trí gặp nạn, khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, gần 3 km. Nạn nhân hiện đã được bàn giao cho người nhà lo hậu sự. Gia đình nữ bác sĩ bị kính đổ và The Coffee House đạt thỏa thuận bồi thường. Liên quan đến vụ nữ bác sĩ trẻ tuổi Hoàng Minh Lý bị kính của quán cà phê rơi vào dẫn đến liệt nửa người, mới đây The Coffee House đưa ra đề xuất về chi phí điều trị tại bệnh viện cũng như việc chăm sóc phục hồi chức năng cho bác sĩ Lý. Bà Phan Bảo Thi, đại diện truyền thông cho The Coffee House thông tin, công ty và gia đình bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đồng thuận về phương án đền bù Cách đây một tháng, bác sĩ Lý công tác tại Bệnh viện ca Hà Nội bị tấm kính ở quán The Coffee House số 1 Thái Hà Hà Nội đổ vào người. Theo đó, đề xuất đền bù bao gồm chi phí điều trị tại bệnh viện thời gian qua và trong tương lai cũng như tiệc chăm sóc, phục hồi chức năng lâu dài cho bác sĩ Lý. Gia đình bác sĩ Lý và The Coffee House không công khai thông tin về số tiền hỗ trợ. Theo bà Thi, The Coffee House trao đổi với gia đình trên tinh thần bác sĩ Lý là khách hàng của The Coffee House gặp sự cố tại quán. Từ ngày 20 tháng 4 đến nay, The Coffee House không né tránh trách nhiệm và đã nỗ lực đưa ra giải pháp để giải quyết thỏa đáng cho khách hàng của mình. Tại buổi làm việc ngày 19 tháng 5, đại diện gia đình bác sĩ Lý cũng ghi nhận lời xin lỗi của The Coffee House. Đến nay, hai bên đã hoàn tất trao đổi thống nhất được phương án giải quyết nên gia đình và The Coffee House cùng mong muốn khép lại sự việc tại đây. Ông Hoàng Văn Thành, bố của bác sĩ Lý đã xác nhận thông tin trên. Ông mong muốn sự việc của con gái nhanh chóng kết thúc. Trong suốt thời gian qua, bác sĩ Lý nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng, đồng nghiệp, bạn bè nên gia đình rất cảm kích. Tuy nhiên ông Thành lo lắng tâm trạng của con không được tốt khi thấy quá nhiều người quan tâm tới sự việc của mình. Dự kiến khi xuất viện, bác sĩ Lý sẽ được tập phục hồi chức năng theo phác đồ của bác sĩ chỉ định. Liên quan tới tấm kính không an toàn đổ vào khách hàng theo đại diện The Coffee House, đơn vị đã gửi công văn tới ban quản lý tòa nhà, các cơ quan chức năng Trước đó, ngày 20 tháng 4, bác sĩ Lý và bạn bè ngồi uống nước tại quán cà phê The Coffee House ở phố Thái Hà. Khoảng hơn 21 giờ xuất hiện cơn rông, kính trên giếng trời bất ngờ ổ ập xuống. Và trong số 6 người gặp nạn, bác sĩ Lý là người bị thương nặng nhất, được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Cô hôn mê gần một tuần và phải thực hiện hai cuộc phẫu thuật liên tục. Hiện sức khỏe của bác sĩ Lý đã dần trở nên bình phục, tuy nhiên di chứng sau tai nạn rất nặng nề. Bác sĩ Lý cần thời gian dài để theo dõi, điều trị, phục hồi chức năng.